Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hào Radio. Ngày hôm nay Hải Sơn sẽ giới thiệu một model loa rất mới đến từ hãng loa nổi tiếng ở Đan Mạch, đó chính là Dinaudio. Mình đang có ở bên cạnh là sản phẩm đôi loa Buxell Dinaudio Evoque 10. Evoque Series là một cái dòng loa hoàn toàn mới và được hãng bắt đầu giới thiệu từ đầu năm nay, và cụ thể là tháng 4 thì trên thị trường Việt Nam cũng như tất cả các cái thị trường quốc gia khác đã bắt đầu có sản phẩm Evoque Series, và Thiên Hào Radio là một trong đơn vị sớm nhất có được sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng đến với đôi loa cao cấp Evoque 10. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem tại sao theo mình đây là một đôi loa rất là đáng chơi đối với những ai yêu thích âm thanh Đan Mạch và yêu thích loa Buxell nói chung. Thứ nhất, về mặt hình thức, ta có một đôi loa Buxell rất đẹp. Đây là một thiết kế rất mới của Dinaudio. Tuy nhiên mình thấy nó có một số điểm khác biệt so với những cái dòng sản phẩm mới ra gần đây. Model này nó vừa có cái nét hiện đại, nhưng mà mình thấy nó vừa có cái nét mà trông nó vẫn có một chút cái dáng gọi là dáng classic cổ điển. Và cái vẻ đẹp này thì nó sẽ có thể lưu giữ qua nhiều năm mà không hề cảm thấy lỗi thời. Và điều mình rất thích ở cái phần hình thức đó là hãng gia công tất cả cái phần thùng loa và tất cả các cái chi tiết khác nó rất là kỹ. Cái này thì hãng cũng có nói rõ trên cái phần trang chủ là hãng gia công rất tốt với một cái chất lượng cao. Và thêm nữa, chúng ta sẽ có một cái bề mặt ở ngoài hoàn toàn là trơn, không hề có những cái lỗ gắn e căng, không hề có tất cả những cái lỗ bắt vít, tất cả đều được làm ở phía bên trong. Nó rất là khéo léo, rất là liền mạch và rất khéo léo để chúng ta có được một cái thiết kế trông nó đẹp. Phải nói là nó, theo mình thì hình thức của một đôi loa Buxell như này có thể đạt được đến 9 điểm rồi. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó hơi vát về phía đằng sau. Hai cái đường thẳng này nó không hề song song với nhau, mục đích thì để chia giảm sóng đứng. Ngoài ra họ cũng làm những cái phần góc này được bo cong rất đẹp, và mình tin rằng nó cũng đã được tính toán để có một cái lợi thế về phần âm thanh, để triệt tiêu những cái cộng hưởng hoặc là những cái gọi là cộng hưởng xấu, những cái sóng không tốt ở phía bên trong thùng loa. Chúng ta sẽ có cái lỗ thoát hơi ở phía đằng sau. Làm lỗ thoát hơi ở phía đằng sau thì theo mình là đẹp hơn là để lỗ thoát hơi ở phía trước, và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng cường được giải trầm nếu như chúng ta đặt loa gần về phía tầng sau. Nhưng mà quý vị nên để cách tầng sau khoảng tầm tối thiểu là theo mình là khoảng 40 cm, hoặc là có thể đặt là cách 50 cm, để vừa vẫn có tính trầm tốt mà cái tính trầm ấy nó trở nên là nó gọn gàng, nó sạch sẽ và nó dễ nghe hơn. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái tính trầm nó không bị quá lấn so với các giải khác. Tại vì vốn dĩ loa Buxell của Dinaudio là đã có lợi thế về tiếng trầm rất là tốt, và đấy cũng là điều mà Hải Sơn rất là yêu thích. Nói về củ loa thì chúng ta có một cái loa hai đường tiếng với một loa trung trầm và một loa chép. Đặc điểm của loa chép ở đây là những cái thế hệ củ loa mới. Đây là chép Serota, một củ loa chép hoàn toàn mới của Dinaudio, được phát triển dựa trên những cái thành công của cái loạt chép Esota. Và cái đặc điểm là ở dưới cái bề mặt gọi là đom lụa này, chúng ta sẽ có một cái cơ cấu đỡ, nó được gọi là Hesis, một cái công nghệ của hãng đặt tên. Nó sẽ giúp cho hấp thu những cái cộng hưởng hoặc rung động không mong muốn, để chúng ta có được một cái hiệu suất tiếng chép nó tốt hơn và nó chi tiết hơn. Và khi kể cả vận hành ở một cái mức độ cao thì nó vẫn đem lại một cái âm thanh tốt mà ít bị méo tiếng. Chúng ta có đến một cái loa mid-bass. Cái đường kính loa mid-bass này thì cũng nhỏ thôi. Đường kính loa mid-bass ở đây nó sẽ rơi vào tầm là 14 cm, và làm bằng công nghệ là MSP. Với cái công nghệ MSP như thế này thì nó sẽ giúp cho cái tiếng trầm đạt được rất tốt với cái kích thước màng loa nhỏ. Cái này thì là củ loa này là những cái củ loa mà chính Dinaudio nghiên cứu và phát triển qua nhiều năm rồi, và nó đã chứng minh được hiệu quả rất là tốt về tiếng trầm. Ngoài ra, để gia tăng được tiếng trầm cho loa này thì hãng đã làm cho cái bề mặt, tức là cái củ loa này, cái phần màng này nó có thể dịch chuyển được với biên độ lớn hơn để đem đến được tiếng trầm nhiều hơn chỉ với một cái củ loa có đường kính nhỏ, tức là nó sẽ có thể dao động được nhiều hơn. Cũng rất là đặc biệt khi họ để cái điểm cắt tần là 1400 Hz, tức là ở điểm 1400 Hz, ví dụ ở đây là điểm 1400 Hz thì
từ đấy trở xuống thì sẽ là loa này hoạt động, và trên 1400 Hz thì đến cái loa chép hoạt động. Để cái điểm cắt này khá thấp, có lẽ là họ muốn cho cái loa loa chép sẽ thể hiện nhiều về cái dải trung cao hơn so với các cái loa bookshelf khác. Chúng ta sẽ đến với thông số kỹ thuật cơ bản. Đôi loa này là một đôi loa có độ nhạy thấp là 84 dB, vì vậy nó sẽ ăn âm lượng hơn so với những cái loa có độ nhạy cao hơn. Chúng ta sẽ ngoài ra là có độ nhạy là 84, chúng ta sẽ có trở kháng là 6 ohm. Với mức trở kháng 6 ohm thì có thể gọi là dễ đánh đối với loa din audio nói chung, vì thường loa din thì thường có trở kháng là 4 ohm. Và ngoài ra mình thấy là đôi loa này nó không phải là đôi loa khó đánh. So với những thế hệ loa trước của din audio thì hiện tại thì loa din audio đã trở nên là dễ kéo hơn và hấp thu được nhiều cái công suất từ âm ly tốt hơn so với những cái thế hệ hồi xưa. Và chất âm của din bây giờ thì nó cũng rất là mượt mà, tình cảm và dễ nghe. Nó có khác biệt so với chất âm của din audio những cái thế hệ loa trước. Trọng lượng của loa là 6,7 kg. Như vậy chúng ta đã xong những thông số kỹ thuật cơ bản, và bây giờ mình sẽ cho quý vị các bạn trải nghiệm âm nhạc với đôi loa này. Ở đây thì mình sử dụng một âm ly tích hợp có tên là Rotel RA1572. Chiếc âm ly này thì có công suất là 120W ở trở kháng 8 ohm, và nó sẽ là đối tác rất là tốt đối với loa din audio bookshelf, cụ thể là Evoque 10. Chúng ta sẽ play nhạc. Xuống đến 47 Hz thực sự là rất ấn tượng, và cụ thể là ngay cả ở mức 47 Hz thì cái độ suy hao của giải tần chỉ là 3 dB, và theo như là cái đáp tuyến tần số của hãng thì đôi loa này có cái giải trầm thực sự rất tốt, và nó hoàn toàn có thể đáp ứng được sở thích của những người thích nghe tiếng bass từ một đôi loa bookshelf. Đôi loa có giá tham khảo là 41.600.000 đồng tại Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Kính mời quý vị các bạn hãy ghé trực tiếp vào showroom để có thể nghe thử trực tiếp đôi loa này. Nếu thấy clip hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.